Đời này lạ lắm, cháu nó thương cậu lắm, xin ở nhờ nhà cậu vì cậu bệnh, để gần cậu mà mẹ con cháu được chăm sóc cho cậu. Vậy mà thuốc lá, rượu bia, cuộc nhậu nào mẹ con nó cũng tham gia. Nhưng khi cậu đau đớn, nó không qua được để đưa cậu vào viện, mà chỉ để đứa con gái nuôi ở đầu đó chạy qua đưa cậu đi viện. Lúc chăm ở viện thì đứa con gái cậu yêu thương, chăm sóc. Vậy mà khi cậu nó mất, nó đi nói đứa đó không phải là con của cậu. Có đứa con gái sinh nhật của mẹ thì lên Facebook chốt mẹ với bao nhiêu lời yêu thương, còn nhắn nhủ mẹ, mẹ cứ an yên tuổi già, mọi việc bên ngoài để con. Vậy mà mẹ nó phải nai lưng ra đi vác đơn kiện tài sản, không phải mẹ của nó, cũng chẳng phải của nó để mang về cho nó. Mặc cho dân tình có chửi mẹ nó, YouTuber hỏi nó, 22 tháng 6 sự đúng không? Nó nói, đi hỏi mẹ nó đi, nó không biết gì. Vậy là nó để cho mẹ nó an yên tuổi già dữ chưa? Nó có hiếu dữ chưa? Chứ dòng bảo nó đẩy mẹ nó ra đường, còn vàng tiền thì nó gom về để giữ. Các đạo diễn, soạn giả, tác giả từ văn thơ, phim truyện hay các môn nghệ thuật độc quyền ở Việt Nam là cải lương hậu quản, chèo, luôn truyền tải những thông điệp tốt đẹp về tình bạn, tình yêu cho khán giả để giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế mà bà soạn giả có cái tên Tưng Niến đã nói, bà là soạn giả nổi tiếng nên bà luôn được cái quyền nói xấu bạn bè, đối tác của bà dù người ta đã khuất núi. Và tự tư tưởng luôn cho cái quyền thay đổi huyết thống từ con của đứa em gọi là cậu thành con ruột của cậu. Hỏi những người như thế thì sao có thể viết ra lời văn tốt đẹp được? Nên người ta chỉ có thể đánh giá bà này là soạn giả giả, mua danh mua lợi bằng tiền của chồng cũ của bà. Chỉ có những người ủng hộ Phượng Ve, nhất là Bánh Tét, mới bất ngờ khi chính họ về văn tục chửi bậy, coi thường người khác, chưa độ ông nghe đã đè hàng tộc. Nhưng tiếc thay, họ vẫn ủng hộ A Dua với những điều trái đạo đức, thiếu tình người, tranh giành, cướp đoạt, từ chối tình thân của gia đình. Vì Phượng là cháu của cậu, mượn danh nghĩa cháu gái của cậu là được sự trợ giúp của mẹ. Em ấy gào khóc, luôn nói yêu cậu, thương cậu, nhưng em thể hiện rõ về bản chất thực của loài cầm thú. Vì em là cháu cậu nên em có quyền đuổi anh trai còn của cậu ra khỏi nhà nhiều lần, mặc dù ngôi nhà đó không phải là của em và em cũng đang là người ở ké. Vì em là cháu của cậu nên em tự cho mình cái quyền được quay video khi cậu còn sống trong lúc sai mà làm bản gì chút miệng. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền khi cậu bệnh nặng nằm trong viện, em chưa bỏ tiền ra để lo cho cậu và không cần thiết phải chăm nom. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền cậu thập tử nhất sinh muốn về nhà thì em không cho vì lý lẽ còn nước còn tát. Vì em là cháu của cậu nên con gái của cậu muốn đưa ba về nhà để làm theo di nguyện của ba được thác trong chính ngôi nhà của mình tạo thì con gái của cậu phải quỳ lại mới được cho về nhà. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền khi cậu nằm xuống 2 ngày em đã thông báo là con gái của cậu là con nuôi, trong khi từ lúc còn bé thơ cho đến khi có 5 đứa cháu ngoại vẫn một câu con gái của tôi. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền cậu mất 2 ngày em nói ngôi nhà của cậu mẹ con em ở và con gái của cậu phải ở nhà chồng. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền nên em đứng ra ký hợp đồng bán danh trên xác chết của cậu. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền quyết định toàn bộ ma chay cho cậu trong khi con gái của cậu vẫn còn. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền thu gom tiền phủng điếu của cậu mà không cần sao kê với lý do đám tang không sao kê. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền đồng sở hữu căn nhà của cậu với con gái của cậu. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền đi kiện lập vi bằng tổ con gái của cậu tự ý sang tên sổ đỏ, nhà đất sau khi bà của mình mất. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền yêu cầu tòa án bãi bỏ giấy tờ hợp pháp mà nhà nước đã sang tên sổ đỏ cho con cậu. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền nhục mạ bôi nhọ con gái của cậu lên tất cả các trang mạng xã hội. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền yêu cầu các cấp có thẩm quyền hủy bỏ giấy khai sinh của con cậu do cậu và nhà nước làm cho. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền cười cợt và nói chuyện lỗ ngôn theo vai vế của gia đình với con gái cậu và anh trai, con của anh trai cậu. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền thách thức con gái của cậu. Em sẽ kiện con gái cậu nếu đụng vào đồ của em trên chính ngôi nhà của bà mình để lại. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền tước bỏ cái họ của dòng họ cậu và thay thế họ là của mình trên ngôi nhà của cậu đã dùng công sức tạo ra. Vì em là cháu của cậu nên em có quyền nói em là giọt máu của cậu còn sót lại. Vì em là cháu của cậu nên lúc nào em cũng nói mẹ con em đau khổ bao nhiêu tháng nay. Tóm lại, em là cháu của cậu hay em là con của cậu,
trong ngôi nhà đó của ba mẹ em tạo ra hay sao mà khi mất em lại đau khổ và vật vả quá vậy? Và em là cháu của cậu hay là con gái của cậu mà em định lấy tiền đám tang và nhất định không sao kê? Hồng Phượng chính thức bị cấm sử dụng hình ảnh của cổ nghệ sĩ Vũ Linh tại quán bún và các hình ảnh liên quan trong biểu diễn. Mới đây, luật sư đại diện của Hồng Loan cho biết đã làm xong công việc bên phía tòa án và cục tác quyền, cộng với sự hỗ trợ từ BH Media đã đưa ra thông báo rằng kể từ hôm nay, Hồng Loan là người hợp pháp duy nhất được sử dụng hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh, cha ruột của mình, để quảng bá. Đồng thời yêu cầu Hồng Phượng gỡ hết các tấm ảnh có liên quan tới cố nghệ sĩ Vũ Linh ở quán bún nhằm mục đích kêu gọi lòng thương của khán giả. Nếu tiếp tục vi phạm, bên phía Hồng Loan có quyền nhờ pháp luật can thiệp và cưỡng chế tháo gỡ. Được biết, Hồng Loan cùng luật sư bay ra Hà Nội làm việc cụ thể với phía BH Media. Toàn bộ hình ảnh là từ việc quay phát hình ảnh của cố nghệ sĩ Vũ Linh thuộc quyền nhân thân. Chỉ duy nhất Hồng Loan, người thừa kế, được thừa hưởng. Thu nhập này phải trả lại cho Hồng Loan mới đúng. Nói Hồng Loan không ký hợp đồng với BH thì việc này không liên quan đến Hồng Loan, nên không để Hồng Loan bận tâm là hoàn toàn sai. Hồng Loan là con gái hợp pháp của cố nghệ sĩ, hiện tại người có quyền thừa kế duy nhất và thứ nhất, nên việc Hồng Phượng qua mặt Hồng Loan làm những việc như vậy là đồng nghĩa với việc Hồng Phượng đã làm trái pháp luật, được nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục thực hiện hành vi đó. Như vậy, Hồng Phượng đã cố tình phạm pháp rồi, bản thân phạm pháp nhưng Hồng Phượng vẫn rất hãnh diện với điều đó, miễn sao còn kiếm được tiền thì còn tiếp tục khai thác hình ảnh của cậu, dù tiền bẩn, tiền hèn cũng được, miễn sao là có tiền, những người có kinh nghiệm ăn tiền trên xác chết thì có cái gì họ không dám ăn nữa. Trước đó, bên phía Hồng Loan cũng đã có lá đơn yêu cầu gửi BH Media hợp tác cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến hợp đồng truyền thông trong tang lễ của nghệ sĩ Vũ Linh do Hồng Phượng ký kết để xem Hồng Phượng đã dùng tư cách gì mà lại cả gan làm những chuyện như vậy. Nhưng sau khi nhận được lời yêu cầu từ phía Hồng Loan, phía BH Media không hợp tác, sau đó nhờ luật sư nói chuyện thì BH Media mới phản hồi. Bức thư của BH yêu cầu Hồng Loan phải chứng minh, yêu cầu liên quan rằng Hồng Loan là người con gái hợp pháp thì phía BH mới giải quyết. Đúng là bất ngờ, thời điểm đó BH Media khá ưu ái cho Hồng Phượng. Không như những lần trước, lần này lên làm việc, phía Hồng Loan đã chuẩn bị các giấy tờ liên quan để khi gặp mặt trực tiếp làm việc được thuận lợi. Trong livestream khuya ngày hôm qua, Hồng Loan đã có chia sẻ thẳng thắn. Trước đó liên hệ để làm việc với phía BH thì không ai trả lời Hồng Loan hết. Hồng Loan bắt đầu, chán quá cô chú ơi. Nhưng may mắn thay, nhờ có chị luật sư giỏi đã giúp đỡ Hồng Loan hoàn thành hết công việc thật mỹ mãn. Vậy là kể từ hôm nay, Phượng rồi sẽ không còn được sử dụng hình ảnh của cậu nam Vũ Linh để lấy lòng thương của khán giả nữa rồi. Không biết từ nay không có con ép chủ bài này thì công việc của Hồng Phượng sẽ đi về đâu. Trước đó, nhiều khán giả cũng tỏ ra bức xúc khi liên tục thấy Hồng Phượng sử dụng hình ảnh của cậu nam Vũ Linh để phục vụ kinh doanh, lấy lòng thương kiếm tiền khi cậu đã qua đời được hơn nửa năm. Làm mọi thứ để trục lợi từ cái chết của cậu, thật quá bức xúc.